Xin chào quý khách đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Hiền Lành trên YouTube. Quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật được các cái video mới nhất từ Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là buổi sáng ngày 30 tháng 9 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đang theo dõi về các cái video đồ thờ cúng bằng gỗ. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn đó là ba mục cỗ ngai thờ gia tiên được làm bằng chất liệu gỗ mít ta, gỗ mít ăn quả. Thì xưa nay gỗ mít gắn liền với đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. Chất liệu gỗ thì rất là bền, không cong vênh, không mối mọt. Và trước khi chúng tôi bàn giao cho khách hàng, chúng tôi sẽ quay lại các cái video clip mộc một lượt để cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc được biết. Và chúng tôi cũng khuyên quý khách là khi xem sản phẩm, quý khách nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Thì trong ba cái cỗ ngai này, chúng tôi làm cái cỗ ngai 8 tấc, 1 thước và 1 thước 2. Đó là theo tên gọi thước cổ của ngày xưa các cụ hay gọi. Và nếu như thước mới bây giờ thì cỗ ngai 8 tấc nó có kích thước là 42 x 35 x 73. Đó là chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Và cỗ ngai 1 thước là 52 x 42 và 81. 1 thước 2 là 61 x 46 x 90. Chúng tôi báo luôn kích thước của ba cái loại cỗ ngai đang thịnh hành nhất hiện nay. Và toàn bộ phần tai là chúng tôi chạm tai rồng, rồng là rồng thật. Có khách thì chạm rồng hóa, rất nhiều mẫu mã đa dạng. Quý khách ưng cái mẫu sản phẩm như chúng tôi đang giới thiệu, quý khách hãy chụp màn hình gửi về Zalo 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi đang sản xuất rất nhiều ngai thờ, ngai vách. Và các bạn đang xem đây là mẫu ngai cột. Ngai cột thì thường nó có giá thành rẻ hơn cỗ ngai vách. Cỗ ngai vách thì chúng tôi làm cầu kỳ hơn thì nó sẽ giá thành nó sẽ lên cao. Chúng tôi nhận trùng tu đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng. Quý khách nào có đồ thờ cúng cũ mà muốn trùng tu thì hãy liên hệ với chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá. Các bạn đang xem đây là bộ bát biểu của nhà thờ Bắc Giang, trong clip trước tôi đã giới thiệu rồi. Và chỉ vài hôm nữa thì chúng tôi sẽ làm một bộ bát biểu chấp kích cho nhà thờ Quảng Ninh, chúng tôi sẽ giới thiệu sau. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành trên YouTube để cập nhật các cái video về đồ gỗ mới nhất cũng như về đồ đá. Để quý khách tiện theo dõi và quý khách hãy nhận nút chuông thông báo khi chúng tôi có các video mới nhất. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.